Ô, hình như là hôm trước là mưa nước nó lên đến đây luôn hả? Dạ, thổi đi con lưu. Đây. Ô, cha. Ô, đây. Ướt lúa hết. Ướt lúa hết hả? Dạ, ướt lúa luôn. À, là cái đường, con thấy cái đường nước ở trên tường rồi. Dạ, 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 rồi hôm đấy là bà ngủ ở đâu cơ? Ba bô đi có đồ. À, mang đi chứ. Mang đi đó, hồi xa hồi đem đi. Bà còn nhìn thấy không? Bà biết con không bà? Ngu nữa. À, bà không nhìn thấy. Nhưng mà hình như là bà biết có người tới đúng không? Dạ, dạ. Bà mất mệt buổi đấy. À, bà mất là mấy ngày rồi không? Là hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày rồi. Dạ, cho con vô thắp nhang cho bà cái ha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ơi, xin kính chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay thì mình đang có mặt tại Gio Linh Quảng Trị các bạn. Thì hôm nay mình về đây để trong cái chuyến đi để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, bị thiên tai trong thời gian vừa gần đây đó các bạn. Thì cái khu vực mình đang đứng đây chính là xóm Chày của Gio Linh Quảng Trị. Thì mình được biết thì xóm này lần trước là bị ngập rất chi là nặng, cũng như bị cô lập hoàn toàn đó các bạn. Thì hôm nay thì nước cũng đã tạm rút rồi, nhưng mà về kinh tế của bà con thì về hiện tại bây giờ cũng đang rất khó khăn, cho nên là mình cũng có sự giúp đỡ của các cô chú mạnh thường quân. Thì hôm nay cũng tới hỗ trợ thêm cho gia đình mỗi nhà mỗi ít các bạn. Những cái nhà mới bị thiệt hại nặng thì mình sẽ ghé thăm cũng như mình hỗ trợ mỗi nhà một ít, gọi là cái tấm lòng của ít lòng nhiều để giúp đỡ cho bà con khắc phục cái khó khăn trong cái thời gian bão lũ. Con chào chú ạ. Dạ dạ. Con chào chú. Dạ dạ dạ. Là cô bị sao chú? Dạ bà liệt cho mổ với bà liệt cho 4-5 năm nữa. À bị bay liệt rồi cơ? Dạ. Dạ dạ dạ. Nằm một chỗ. Dạ, cô nằm một chỗ rồi cơ? Dạ. Dạ để con vô con thăm cô tí. Con cổ đến đi 100 tuổi. Ô, bà 100 tuổi rồi cơ? Dạ dạ để con. Có bà cụ 100 tuổi. Dạ, cổ đấy. Cổ năm nữa. Bà cái điện lên. Dạ, đây đây thôi. Bà đang lấy cái gì bằng ngoáy tay? Dạ, cổ lắm, 8 tuổi. Ủa, 8 tuổi rồi? Dạ. Con chào bà. Làng nữa, vừa đi làng. Làng rồi, dạ. Dạ, có nghĩa là giờ không còn là... Bà năm nay là bà tên gì rồi chú nhỉ? Quy, bà là Quy. Dạ, năm nay là bà một đúng một đợt 8 tuổi. Dạ, 8 tuổi. Dạ, dạ. Đây con cái đợt này là do bão lũ nọ kia đó. Thì dạ. Con cũng ghé con thăm mỗi gia đình một tí. Dạ. Lấy cái đèn ra cái. Cái đèn làm soi cho nó sáng. Yeah. Là bà nằm một chỗ lâu vậy chưa? Lâu yeah. Chưa? Một chỗ là bà nằm một chỗ lâu chưa? Dạ, yeah, gần một năm rồi. Gần một năm rồi. Yeah. Là trước đây là bà vẫn đi được không? Dạ, yeah, bà đi được. Từ Đắk á. Con chào bà. Bà con à. Ô hình như là hôm trước là mưa nước nó lên đến đây luôn. Dạ, thổi đi con lưu. Đây. Ô cha. Ô đây. Ướt lúa hết. Ướt lúa hết rồi. Dạ, ướt lúa luôn. À là cái đường con thấy cái đường nước dạ, ở trên dạ, tường dạ, rồi. Dạ, dạ, đó. Rồi hôm đấy là bà ngủ ở đâu cơ? Ba bô đi có đồ. À mang đi chứ. Mang đi đó, hồi xa hồi đem đi. Bà còn nhìn thấy không? Bà biết con không bà? Ngu nữa. À, bà không nhìn thấy. Dạ. Nhưng mà hình như là bà biết có người tới đúng không? Dạ, dạ, dạ. Đó, một. Nhà mình ở đây là có mấy người chứ? Dạ, 70. Có mù đi mù đạo đấy, 87 tuổi. 78 tuổi, tôi đi dần qua cuối đàng quán. À, có nghĩa là đi lang thang hả? Dạ, đi dần qua. Dần qua họ chó, bà luôn. À, đi nhận quà. Dạ. Vậy là chú hiện tại bây giờ là chú nuôi mẹ già 100 tuổi này. Dạ. Rồi nuôi vợ nằm một chỗ 5 năm này. 5 năm. Là bà già nữa. Là một bà cụ nữa. Bà cụ. Là một mình chú nuôi luôn. Dạ. Ừ. Ừ. Chờ. Một mình chú càng đáng nổi dữ vậy. Còn một đứa con cùng đau bệnh năm cuối năm nữa, bà liệt nữa, năm bị đau gần 10 năm rồi. Là con của chú luôn hả? Dạ. Là con trai hay con gái? Con gái. Là chị đâu cơ? Chứ trong thành núi. Ờ thành núi chứ. À có nghĩa là hồi từ thiên người ta nuôi dùm. Dạ không phải chứ cái ông đó là ông thầy ấy. Ông thầy. Thầy nuôi dùm. Dạ. Nuôi dùm. Nhà mình nhà ruộng vườn đó thứ đợt rồi là bão lũ có bị thiên tai nhiều không chứ? Dạ ướt hết, lúa ướt hết. Lúa ướt hết luôn. Rồi gà vịt trôi hết. Gà vịt trôi hết luôn. Dạ. Dạ. Xóm này cái nhà mình đã bị cô lập bao nhiêu ngày rồi chú nhỉ? Đi cô lập gần tuần.
một tuần. Dạ. Có nghĩa là bị cô lập nước các thứ là. Dạ, nước vô nữa đi thả vết thứ thì sợ 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 quá ấy. Dạ, vậy dạ. Vậy là vịt các thứ nuôi thứ là mất hết. Dạ, vịt, gà, lợn. Dạ. Bà 100 tuổi rồi, bà có nằm. Dạ, 100 tuổi đó. Là nằm vậy là hôm trước là cõng bà lên bệnh viện luôn, lên trên lên cô đưa họ cô xã họ chở đi cano, họ chở đi xã đưa cano đến đây chở đi luôn. Dạ, cano vì ba mẹ của lì chị đó. À mẹ dạ, lì chị ưu tiên vì xã ưu tiên chở mẹ đi, chở đi trước rồi đi sau. Dạ, có nghĩa là những người già cả và trẻ đi dạ, trước. Dạ, là nước nó ngập lên đến tận giữa nhà luôn. Dạ đi quá dữ. Yeah. Chú có thấy cái trận là lũ nào mà nó lớn như này chưa? Ôi ôi nhỏ chứ trời tiền lũ đi là ghê gớm lắm. Ôi, tôi sợ tơn quá. Thì bây giờ thì mình đã khắc phục xong hết rồi, có đồ ăn đồ uống thứ đầy đủ chưa chú? Dạ vì họ cùng chó mì tôm nữa. Yeah. Rồi, nhà mình được hỗ trợ nhiều mình đâu không? Dạ họ cùng họ chó rồi thì giúp đỡ cho ba con trong một tuần nữa. Dạ dạ trong một tuần nữa. Dạ để mà kì cho bà ông gia đình nữa. Dạ dạ dạ. À giờ cứ nằm bà ngoái tai. Hình như bà vẫn thấy cái gì sáng sáng. Dạ dạ dạ. Dạ. Bà thấy soi đèn là bà thấy sáng sáng rồi bà biết. Dạ dạ. Thôi bây giờ mình lên trên để mình thăm dạ. Cô trên nhà. Dạ. Dạ. Bên vợ em. Dạ. Đấy là em mà cơ. Không vợ, đó là vợ bên vợ. Dạ dạ vợ của chú. Là lúa trong nhà mình đang hong để cho nó khô này à chú? Dạ, ướt rồi, ui ướt hết. Ô này trời ơi nó bị à. Cái này là do bị mưa nó không mà nước nó vào nó bị sập đây đúng chú? Dạ, nước vô đúng rồi, đúng lúa ở trên đó. Các bạn thấy này những cái tủ như dạ, này mà nước luôn. Nước nó vô á? Dạ, nước vô. Xong bắt đầu là nó bị mục xong bắt đầu nó sập luôn. Dạ. Đó, lúa là phải phơi như thế này này. Dạ. Mục luôn cái sập luôn cái tủ luôn. Dạ. Con chào cô. Ô cơm rồi cô. Cơm dạ dạ để chuẩn bị bạc đấy. Dạ dạ dạ. Cô cho hỏi thăm cô tên gì cô? Dạ Ngô Thị Duyên. Ngô Thị Duyên rồi cơ. Dạ cô năm nay nhiêu tuổi à? Dạ 53. 53 tuổi là cô nằm vậy lâu chưa cô nhỉ? Dạ nằm mới được là 6 năm đấy. 6 năm rồi. Là mình bị làm sao cơ? Bị đục tủy sống có đi mổ mất đi chứ. Đi tủy sống xong bắt đầu đi mổ. Dạ, xong bắt đầu là bị liệt luôn. Dạ. Dạ. Là bị 6 năm trời rồi. Dạ. Dạ. Cái nhà mình con cái có nhiều không chú? Dạ được hai đứa. Hai đứa, ba đứa, chín đứa rồi con hai đứa. Một đứa đau. Là có nghĩa là cái bé đấy bị bệnh gì ạ? Dạ mình đau thần kinh mắt mũi mắt mũi rồi đủ thứ bệnh ui tính thành. Có nghĩa là bây giờ cái bé đấy là đang nhờ bệnh viện nuôi hoặc là nhờ người ta nuôi dùm. Con ấn ở nhà một mình đấy để giúp cho gia đình mẹ đấy và giữ em nữa đấy. Dạ, có nghĩa là chú bây giờ là chú phải làm nuôi mẹ 100 tuổi này. Dạ. Rồi cô này nằm một chỗ này. Và rồi ba một bà già nữa. Bà già nữa. Bà già nữa. Dạ, bà 80 tuổi. 80 tuổi. Ồ sao nhìn một mình chú tráng nổi dữ vậy chứ. Rồi chú ruộng nhà mình chủ yếu là làm nghề gì chú? Dạ vâng ruộng. Làm ruộng thôi. Dạ. Dạ. Nhà mình làm được nhiều ruộng luôn. Dạ được 5 sào. 5 sào. Nói chung là chủ yếu làm để lấy lúa ăn thôi đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà năm nay thiên tai thì giờ không biết sao. Ứng về chung muốn nó chưa rồi thì thế đấy ứng để ăn răng này. Dạ, dạ dạ. Không biết là ăn lấy gì để mà sống nữa. Dạ. Sao nó nần à cô? Nhà mình nó nần đó hả? Bận thôi cái đi bệnh viện vay tiền của người ta đồ con bé nữa. Dạ, có nghĩa là chữa mẹ chữa bệnh cho chị cho cô này cho con này rồi cho mẹ già này rồi cho một bà chị à cái người 80 tuổi là mẹ đấy cũ à cái đó cũ đôi mẹ đó mẹ dạ, dạ. Vợ em đó dạ, dạ. Còn bà già nữa bà già nữa mẹ dạ 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 nhà toàn hoàn cảnh có một mình chú mà ốm thì không biết bệnh cho người như thế nào. Dạ, không biết. Cơ sở cũng nuôi cũng nè. Dạ. Giờ là chú là giống là trụ cột của gia đình đấy. Dạ.
Ruộng vườn là một mình chú căng đáng cơm dạ. Nước cơm nước thì chú có, nấu luôn à? Dạ có mẹ mẹ ngoài mẹ 80 tuổi đấy. Dạ 80 tuổi có giúp đỡ nấu. Vậy là hàng ngày là chú đi làm ruộng. Dạ. Rồi bắt đầu về là mẹ 80 tuổi đấy là bắt đầu nấu cơm nấu nước. Dạ. Dạ dạ cũng phụ. Rồi bữa có tưởng là 80 tuổi là không nấu được nữa rồi chứ. Dạ. Giúp chắc nữa. Dạ nói chung là cũng từ từ làm được cái gì làm thôi. Dạ làm được cái gì đó. Dạ rồi chị anh này mấy thôi tay lúc làm môi kéo này bữa ăn tặng. Là trên kín à? À nói là kéo. Kéo anh đi làm trên ruộng ngoài quẻ cứ bữa kéo qua năm ngoái ăn tặng chạy về chợ đi viết. À có nghĩa là chú do chú làm nhiều quá. Dạ. Rồi bắt đầu tay nó bị đau thần kinh luôn. Xong bắt đầu bị co rút luôn. Dạ co rút. Chú phải làm chú phải giữ sức khỏe chứ bây giờ mà chú mà ốm ra cái là không biết ai nuôi bốn người luôn đấy chú. Dạ. Con này. Mẹ này, dạ. Bà này, vợ này, dạ. Là bốn người đó. Dạ. Rồi chú làm vậy là chú có nuôi nổi bao nhiêu người không? Dạ chứ phải cố gắng nuôi chứ ai mà thà. Chứ là chứ ăn uống rồi đúng không? Dạ. Điện đoàn mới điện hai đèn này đi. À ý là Mạnh Thường Quân có ai tới giúp được thì mừng cho. Dạ. Dạ. Dạ Mạnh Thường Quân. Thì cô một tháng này hết nhiều thuốc không cô? Dạ có một tháng có khi uống mà đều đan thuốc cả thì 2,5 triệu, còn mình không có tiền thì có khi 1,5 triệu có từng nào thì mình đừng có nói giúp từng nào thì mình sẵn sàng thì bỏ mua thuốc trắng tài đủ thứ thuốc luôn. Dạ dạ. Rồi nhà mình máy có bị đập rồi có bị tốc máy hay bị gì không chú? Dạ bữa thì nó bị đằng sau đó. Đằng sau. À máy đằng sau à? Gọi là giống ở cái chỗ mình nuôi bò nuôi gà thứ bị tốc máy. Dạ. Dạ dạ. Tôi đây, tiền thuốc của cô một tháng mình bình quân cũng được cũng phải 2,5 triệu 500. Yeah. Tiền đấy là làm ruộng sao mà đủ. Mình thương quân họ cho. Dạ, ý là mọi người thấy thương tình thì mỗi người cho mỗi ít góp lại đúng không? Dạ. Mỗi người một tí. Cho được thì không có uống thì nếu mà không uống thuốc thì nó bị nhức hay là bị sao cô? Dạ, nhức. Nhức cả đêm luôn rồi. Dạ. Trong đó chúng tôi làm vịt cái đó. Bạn vịt trong đó hoạt động điện nghịch, chỉ vịt. Dạ. Vậy là giờ giống như bị liệt nửa người luôn. Liệt từ từ chứ không có được. Dạ. Dạ, chứ năm nữa đây. Dạ. Đỡ. Dạ. Bôn đỡ đó đủ chứ. Dạ. Dạ chắc mềm thì nổi thôi. Dạ. Tại. Rồi còn một người con nữa đâu chứ? Dạ một con người ta nuôi. Một đứa đi nhất. Đi nhất. À còn một người đi xuất khẩu lao động. Dạ thằng cũng sao cũng á. Dạ, đi lâu chưa chú? Dạ, mới đi được năm. Dạ. Nhật Bình quả không á, rồi cũng làm được kia. À, có nghĩa là bây giờ đi sang Nhật để xuất khẩu lao động do gia đình khổ quá. Dạ. Nhưng mà sau đó thì đúng cái lúc mà bị bệnh dịch. Dạ. Cho nên bây giờ cũng không làm được việc. Dạ. Rồi cũng không có tiền gửi về cho phụ gia đình luôn. Dạ. Chúng mà đã khổ rồi gặp đủ cái kiểu luôn. Dạ. Giờ mượn cho con đi, giờ nó cũng không có tiền để mình. Dạ, chỉ mong làm sao con nó làm được để mới gửi về nó phụ gia đình. Gia đình người ta nữa đó. Dạ, dạ. Cũng có, cô vịt quá cũng làm được đấy. Dạ, một dạ. Tháng mới làm được 3 bốn ngày. Dạ. Dạ. Nói chung là người ta chỉ để cho làm một tháng 3 bốn ngày để lấy tiền ăn duy trì dạ, cuộc sống thôi. Dạ. Chứ còn để là làm là dài thì không khó, không việc dạ. Làm. Khó khăn đúng là khó khăn chung luôn. Nước vô thổ đi. Là nước nó lên tận đấy lắm. Lúc dạ. Đấy là cô cũng đưa đi luôn hả? Dạ. Giờ cô đồn á, hồ đồn hồ veo cứu. À. Dạ, đã. Hồ chở đi. Cano hồ chở đi. Cho thuyền, cho cano về chở đi. Dạ. Về trong nhà ba con đi. Ba vợ về, ba già về cổ. Trời, lúc đấy gia đình cũng sợ lắm nhỉ? Dạ, sợ quá sợ. Rồi nước nó về một phát mà lên đến tận nửa cái nhà luôn. Dạ. Thấy là lên tít trên đây luôn, lên dạ. Từ cái nền này mà lên cả mét nữa. À chết. Vậy là nhà là ngập sạch luôn chú nhỉ? Dạ, ừ, chết. Lúc đấy đâu kịp trở tay đâu. Dạ, không kịp. Vì... lúa thì hư, có ít lương thực thì bị hư hỏng hết. Dạ. Tối gì hết. Dạ. Nổi chân nữa đó. Dạ, dạ. Tủi đi. Ngăn được đi. Không ngăn được em đến đi. Ngăn được đến quả vì nó thối cái đấy giờ nhiều khi phải cho lợn gà ăn thôi chứ dạ, vịt nhà. Cho hồ không dạ, đợt rồi nhà mình bị trôi bao nhiêu con vịt bao nhiêu con gà chú dạ cái còn mà gà 50 con chết dạ. Hết
Gà 50 con, 50 con. Dạ. Còn lợn có? Lợn cơ không, không núi nữa. Dạ. Dạ. Rồi nói chung là bị trôi vịt, mấy trôi gà. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu lúa thóc là bị ngập hết, úng hết. Có tí lương thực. Rồi lúc đấy là ruộng vườn nhà mình lúc đó đã cấy lúa chưa chú? Dạ, cắt xong thì có cắt hết rồi. À, có nghĩa là trong cái tiền là cắt lúa xong thu rồi. Thu hoạch đó. Dạ, thu hoạch rồi. Cho nên cũng may mắn là thu hoạch được rồi. Nhưng mà về nhà bây giờ nó úng, nó thối hết rồi. Dạ, thối hết rồi. Mẹ già 100 tuổi, còn mẹ 80 tuổi. Dạ. Yeah. Con bị bệnh. Một mình chú nuôi 4 người, mấy chú nó là 5. Dạ. Yeah. Không biết là lão may mà chú mà mệt yếu già rồi không biết làm sao. Khổ quá ấy. Khổ quá chú. Cái chỉ có vợ rồi, vợ đau nó chịu cũng chịu rồi, rồi vợ đau năm rồi nó cũng cũng phải giúp đỡ cho vợ. Dạ đúng rồi. Rồi nào ăn cái gì nên ôm nói chứ đi ra ngoài con mình vườn đáo rồi chứ, ui giời. Dạ. 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 Quá khổ. Không vất vả hả? Dạ. Bây giờ đồ ăn đồ uống có để ăn không chú? Dạ, cùng hồ chó rồi. Cho vậy là mấy ngày này là từ hôm bão lũ đến giờ toàn ăn mì mới ăn cái đồ cho thôi đúng không? Dạ, đồ chó. Dạ. Đồ chó đó. Chó bình trứng mình đụng nữa. Dạ. Rồi, bánh trưng thứ ăn vẫn còn thôi. Nhà mình được bao nhiêu thùng mì chú? Vâng, hồ chó trong một ngày rồi ha. À, có nghĩa là phát là phát trong ngày. Phát đấy. À. Yeah. Thế sao mình không mua hoặc là mua gì về nấu cơm ăn? Dạ, yeah, thì bây giờ họ có bán rồi đúng không? Dạ. Yeah. Nặng thì họ có, chưa có. Trong làng thì bán được rồi. Trong làng thì. Nhưng mà nhà còn tiền để mua đồ ăn không? Dạ, yeah. Không có tiền. Không có tiền hả? Dạ. Yeah. Thôi được rồi, vậy hôm nay con tới con thăm gia đình cô chú thì cũng biết được có hoàn cảnh của cô chú là thứ nhất là chú ngồi đây đi chú. Thứ nhất là cũng mới bão lũ xong, chú ngồi luôn đi chú. Tại cũng mới bão lũ xong. Cái thứ hai đó là chú là phải gánh vác cả một cái gia đình, mẹ già này, rồi là bà ngoại này, bà cố này, này mẹ này, con này, là tính là một mình chú phải gánh vác là 4 người. Thì thứ nhất là con nay con tới thử thứ nhất là tới thăm bà con cũng như chia sẻ cái bão lũ đó thì cũng chia sẻ với gia đình. Thứ hai là con gặp cái hoàn cảnh của chú thì con thấy cũng quá là bi đát. Bởi vì một mình chú là gánh vác toàn những người bệnh không, là 4 người thì con cũng chia sẻ hoàn cảnh của chú để con về con chia sẻ hoàn cảnh của chú lên trên cộng đồng. Nếu mà được các cô chú giúp đỡ thì con sẽ xuống tiếp. Còn tạm thời bây giờ thì con cũng có một chút gọi là con có tấm lòng con nhân gửi thay mặt các cô chú gửi đến cho gia đình chú. Bây giờ con trích 3 triệu ha, con biếu cho gia đình. Rồi con về con chia sẻ hoàn cảnh của chú thì nếu được thì con sẽ tới con giúp đỡ thêm, còn không thì con cho cái địa chỉ thì mọi người sẽ tới để giúp thêm cho chú ha. Thêm 1 triệu này chú. 1 triệu. 2 triệu. À, 3 triệu chú ha. Chú đếm lại xong đủ chứ. Cảm ơn chú. Chú kiểu ơn các cô chú mạnh thường quân được. Chú có xài điện thoại cho con xin cái số điện thoại của chú. Không có điện thoại này. Không có điện thoại á? Có cái số. Thôi. À, vào cũng được. Cho con xin cái số của cô cũng được. Đây đây con. Ngô Thị Duyên á. Là chú tên đầy đủ là gì chú? Dạ, Lê Đăng Khoa. Lý Đăng Khoa. Lê Đăng Khoa. Lê Đăng Khoa. Dạ. Dạ, Lê Đăng Khoa. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái số điện thoại của vợ của chú Lê Đăng Khoa. Nếu mà các cô chú, các anh chị mà có muốn giúp đỡ thì gọi điện trực tiếp cho gia đình để giúp đỡ cho gia đình vượt qua cái khăn. Bởi vì bậc mình chú các bạn là phải nuôi cả gia đình 4-5 người các bạn. Mà trong khi đó thì bão lũ thì tới, lúa thóc thì bị hư hết. Cho nên là không có còn cách nào để gia đình cũng đang trong cái thời gian khó khăn. Thì cũng rất mong được sự giúp đỡ ủng hộ của các cô chú các anh chị. Bây giờ mình đọc cái số của chú Lê Đăng Khoa nha các bạn. 0379 605 5414.
0379 605 514. Dạ. Dạ. 5514 5514 đúng không? Dạ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ thì con cũng về con chia sẻ, thì nếu được có cô chú giúp thì cũng mừng cho gia đình ha. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy thôi con chào cô. Dạ. Người, cái gì mình cần giúp đỡ cho gia đình cô. Dạ, dạ, dạ vậy. Dạ, dạ, rồi cũng hy vọng là được mọi người biết tới và giúp đỡ cho gia đình để cho chú bớt được cái gánh nặng. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ, con chào cô. Dạ, dạ. Các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì mình tới đây mình thăm gia đình, thực sự là mình thấy hoàn cảnh của chú là khá là vất vả các bạn. Một mình chú phải nuôi mẹ già này, rồi nuôi con bị bệnh này, nuôi hai người mẹ này, gọi là một người gọi là bà cố, còn là một người là bà mẹ. Thì thấy chú là cũng già yếu, cũng bệnh tật, cho nên là mình tới đây và chia sẻ hoàn cảnh của chú. Rất mong là được các cô chú các anh chị nếu mà muốn giúp đỡ thì gọi điện cho chú Lê Đăng Khoa. Mình tới đây để mình thăm một hoàn cảnh của một ông cụ của các bạn. Trong khi đó thì vợ thì mới mất, còn là con thì kiểu cũng không được bình thường. Cho nên hôm nay mình tới đây mình ghé mình thăm gia đình ông. Trước là bão lũ là nó ngập hết tất cả trong nhà luôn các bạn. Mình thấy nhà nào cũng lên đến nửa nhà luôn. Trước nói chung là chỉ nhìn thấy được cái mái nhà thôi. Con chào ông. Con chào ông. Ông tính đi đâu vậy? Hả? Ông đi đâu vậy? Đi nhận quà không có biết. Dạ? Đi nhận quà. Đi nhận quà cơ. À. Dạ. Con tới con thăm ông một xíu. Dạ. Trời. Ông hay lằng lằng. Dạ dạ. Ông ở đây với ai không? Hả? Ông ở đây với ai? Ở nhà hai cha con này. Con ông đâu rồi? Con đâu ở cô tên rồi. Dạ. Đi cơ mới rồi. À có nghĩa là đi đâu mất rồi à? Dạ dạ. Rồi ông cho hỏi thăm ông tên gì được không? Hả? Ông tên gì à? Tên Công. Ông Công. À. Dạ năm nay ông nhiêu tuổi à? Tôi 85 tuổi rồi. Ồ ông 85 tuổi rồi. Rồi. Ông 85 tuổi rồi nhưng ở một người con không được bình thường các bạn. Rồi bà thì mới mất. Ồ bà mất rồi không? Bà mất mệt rồi đấy. À bà mất là mấy ngày rồi không? Là hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày rồi. Dạ. Dạ cho con vô thắp nhang cho bà cái ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Thấy cầm giùm em cái. Anh đốt nhang giùm em đi. Bão lũ. Vứt hết rồi. Thế mình nhờ anh thắp nhang giùm mình cái xong rồi mình thắp cho bà nén nhang xong rồi mình nói chuyện với ông sau các bạn. Bà bệnh hay sao mà mất không? Bà đau. Bà đau hả cơ? Bà đau nó bị bộ đấy rồi gãy xương nữa. À. Thì gãy xương bập nạ đây này. Dạ dạ bị gãy xương. Rồi sau hồ cưa. Dạ. Hồ chín hồ cưa. Ông ngồi đi ông ngồi ghế đi con hỏi thăm ông xíu. Ngồi chơi đó. Dạ dạ ông ngồi đi ạ. Ông ngồi đây đi. Ngồi chơi đó ông ơi. Ông ngồi chơi đó. À, ông cứ ngồi đi ông ngồi đi. Ngồi chơi đó. Ngồi đó. Giờ con trai ông bao nhiêu tuổi rồi ông? Con trai cái đứa đâu 65 rồi. À con ông là 65 tuổi rồi. Dạ. Ông năm nay là 85 tuổi. Dạ. Dạ, ông tên là Công. À. Dạ, rồi ông có mấy người con à? Thì cả 5 đứa. 5 người con. 5 đứa là hai gái ba trai. Hai gái ba trai. Dạ, các anh chị lấy chồng lấy vợ ở đâu rồi ông? Chồng lấy chồng người Hà Thư một đứa mình để qua có hai chị. Dạ dạ. Dạ. Rồi cái người con trai ở cùng ông có gia đình không? Con trai ở trên nữa, ở trên cháu rồi. Dạ. Sao làm cả số chùa của đó. Dạ, cái người mà ở cùng ông á. Dạ. Là gia thân á. Dạ. Thân á. À. Hỏi thân. Thân à. Phải gia giống á. Cái người con trai mà ở cùng với ông á, có gia đình không? À, thằng này chưa có vợ. Chưa có vợ à? Năm nay nhiêu tuổi à? Hai nè, cả năm sinh được nhà thì 72 ạ. À 72. 72.
Nhưng mà vẫn chưa có vợ. À, dạ. Bà... Là chú ấy là làm cái nghề gì không? Không làm gì, chỉ làm ruộng. Làm ruộng. Dạ. Hôm trước là mưa nó lên đến đây không? Được lên chỗ đó. À, nước lên đến chỗ này. Dạ. Rồi hôm đấy là ông ở nhà hay ông ở đâu? Ở nhà đấy. Tôi lên quê, tôi được có tôi lên chợ lên quê được. À. Ở thang ở nhà đây. Dạ. À. Rồi nước nó lên vậy ông có sợ không? Nước lên lớn lắm, nước sông nữa này. Dạ. Bốn ngôi nhà nước sông nữa. Dạ, dạ. À. Rồi có bị trôi lợn gà gì không ông? Gà bị chết nhiều rồi đấy. Nhà vì gà bị chết chết hết luôn. Dạ. Gà bị chết, gà chết cái bị con. Dạ, dạ. Rồi là gạo thóc có còn ăn không không? Hả? Gạo thóc còn để ăn không? Không. Hết luôn gạo thóc này hả? À. Thế về mày giờ ăn cái gì không? Hả? Về hết gạo rồi ăn cái gì? Hết gạo thì thật lúa đi đâu đã. À, lúa đã được. Chỉ lúa có làm ít. Dạ. Làm gạo hai mâu ruộng đi. Thằng này làm, tôi làm được hết. Tôi dạ. bị đau chính. À, ông bị đau khớp, đau đầu gối. Nó phải đi bộ chụp cây đi. Dạ dạ. Ừ. Thế bà là bao nhiêu tuổi thế bà mất không? Bà là tầm rồi. Bà gần 90 rồi. Bà gần 90. Ừ. Ông với bà là gần bằng tuổi nhau à? Bà hơn tôi. Dạ. Bà hơn tôi 3 tuổi. Bà hơn ông 7 tuổi. À. Ô, ông 88. Vậy là bà 95 tuổi. À. Bà 95 này. À. Ông 88 mà bà hơn ông 7 tuổi thì tương đương với bà là 95 tuổi. À. Ờ cứ vợ được, cứ vợ được. Dạ dạ. Rồi là bà bị ốm lâu không ông? Bà ốm nhiều, bà bị đau tim nữa. Đau tim. Đau tim rồi đến bữa bị cặn, bị bổ nữa. Bị gãy xương đây. Dạ dạ. Bị gãy xương đây vô nằm bị viện. Dạ. Đưa vào họ cứ chín đi. Họ chín đi. Bây giờ oxy. Dạ. Oxy về dưới đường chết. Dạ. Vậy là đưa bà đi bệnh viện là bà mất. Dạ. Hôm nay ông đi lãnh quà gì đấy không? Hả? Nay ông đi lãnh quà gì đó? Lãnh quà không biết, dần sang dần thì xuống dần thôi, xuống đi thôi. À, ông nó tính đi nhận. À, biết đi. Người ta cho cái gì không? Hả? Cho mì tôm. Mì tôm hả? Mì dâu rồi ăn. Dạ, dạ. Đã vào rồi, từ hôm báo giờ được cho nhiều không? Mọi người cho đặt là từ báo giờ là mọi người cho nhiều đồ không? À, họ cho nhiều. Họ cho đợt bữa nào, họ cho đợt ngày nào của tôi. À, có nghĩa là mỗi ngày là ngày nào cũng có. Để cho bà con có cái ăn. Đâu. Rồi nhà cửa nhà mình có bị dột không ông? Hả? Nhà cửa nhà mình có bị dột không? Dạ. Nhà ông á? Dạ tôi á. Dạ. Đâu rồi. Thầy do ông cũng nghe không rõ lắm. Bà thì mới mất được khoảng 10 ngày các bạn. Bão lũ thì nó vào đến ngập nhà luôn. Đây là phía trước nhà của ông nữa các bạn. Căn nhà cũng khá là cũ, cũng như là liêu xiêu rồi. Đây là ông thì ông ở cùng với một người con hôm nay cũng 50 mấy tuổi các bạn. Nhưng mà cũng không được bình thường, cứ đi lang thang thôi. Còn thì bốn anh chị kia thì có gia đình. Này con ghé con biếu ông ít tiền. Dạ. Con ghé con biếu ông ít tiền. Dạ. Dạ. Con biếu ông triệu nha. Dạ. Cảm ơn đấy. Ông có biết tiền nào, tiền này bao nhiêu không? Thì cái 500 đấy. Dạ 500 triệu. Hai 500. Dạ dạ. Rồi con biếu ông bỏ túi lấy tiền xài nha. À. Dạ. Ông vui không? Hả? Ông vui không? Tôi dở buồn. Sao buồn không? Buồn bà mà chết đi. À, chết đấy đó. Bà mới mất cho nên là chết buồn. Chết đi ngay à. Lắm mai ngay ngày nắng. Bà mất ngay ngày nắng. Dạ. Trời giờ chứ kiểu mà đi sao mới được phải đò đó. Dạ. Đi phải đò đó. Dạ. Chứ mà chậu trời mới đi mới lục bào đi. Dạ. Sợ đó. Dạ. Rồi vậy thôi ông đi nhận quà đi. Yeah. Thằng yeah. đi hắn nhận thôi. Là con ông đi nhận hay sao không? Yeah, con đi rồi. Con đi rồi hả cơ? Dạ. Dạ. Mưa gió bão bùng ông ở nhà cho khỏe, ông đi ra đường ló mày té đó. Yeah. Ông đi, nha. Đi đường hắn cho đi. Dạ. Yeah.
Ừ, ở nhà ấy đi. Đi ra ngoài mưa gió. À. Dạ. Dạ thôi con tới thăm ông nha. Rồi. Con đi về. Dạ. Dạ cảm ơn hai luôn chú chị. Dạ dạ. Thôi các bạn, hôm nay thì mình ghé thăm ông cũng như hỗ trợ trong một ít để gọi là có chút quà từ các cô chú các anh chị Mạnh Thường Quân gửi đến cho ông. Bây giờ mình cũng xin dừng một kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau.